Các hình thức kiểm tra là thước đo chính xác nhất đối với kiến thức, kỹ năng, trình độ, kỹ chiến thuật của bộ đội. Xác định rõ là phải tổ chức huấn luyện đồng đều và vững chắc. Nên là ngay từ đầu mùa huấn luyện năm nay, Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các đơn vị, trong đó có các đơn vị phòng không, huấn luyện đến đâu, kiểm tra, đánh giá kết quả đến đó để kịp thời khắc phục những nội dung còn yếu. Bài kiểm tra cá nhân và từng cụm số trong khẩu đội pháo của đại đội 173 hôm nay không chỉ đánh giá việc làm đúng mà chấm điểm đến khả năng thao tác nhanh của bộ đội. Tức là độ khó đã tăng dần, nhất là các pháo thủ làm nhiệm vụ nạp đạn, từng thao tác được đánh giá khá kỹ. Việc kiểm tra chỉ tiêu cá nhân là cơ sở để đại đội 173 tổ chức tốt huấn luyện toàn kíp và toàn đại đội. Huấn luyện kíp chiến đấu theo 6 có, tổ chức huấn luyện từ cơ bản, tổ, nhóm, cá nhân, sau đó đến phân đoạn và đến hệ đồng toàn kíp. Trong quá trình huấn luyện thì đơn vị phân công các đồng chí cán bộ phụ trách theo dõi từng bộ phận để tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời sau mỗi lần tập. Trong quá trình tổ chức huấn luyện thì cán bộ theo dõi bám sát và chấn chỉnh kịp thời các bộ phận tập. Đặc thù của khẩu đội pháo là tính hiệp đồng cao, kết quả huấn luyện của cá nhân là thành tích của khẩu đội. Chính vì thế, chiến sĩ Đinh Hoàng Long cùng các pháo thủ đã rất nỗ lực để cải thiện chỉ tiêu cá nhân sau mỗi lần được chỉ ra hạn chế. Những bài kiểm tra giờ đây đã không còn gây tâm lý lo lắng mà trở thành mục tiêu, thành quyết tâm vượt qua cho các pháo thủ. Vận dụng mỗi kết hợp của các pháo thủ để từng số nắm được vị trí, nhiệm vụ, yếu lĩnh động tác cơ bản của pháo thủ. Đến khi các pháo thủ thuần thục được nội dung huấn luyện thì chúng tôi bước vào huấn luyện hiệp đồng khẩu đội rồi đến đại đội. Báo cáo đồng chí đại trưởng, đại trung tâm phát hiện trên. Sau 3 tháng ra quân huấn luyện với những biện pháp tích cực, quyết liệt, sự chỉ đạo sát sao của sư đoàn 363 mà các đơn vị phòng không đều duy trì kết quả huấn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ trực ban chiến đấu theo phân cấp. Ngoài ra, những tình huống mới trong tác chiến phòng không hiện đại gây khó cho khẩu đội pháo hay đơn giản là xử lý kéo pháo vào trận địa bằng sức người cũng được các đại đội đặt ra để thử thách bộ đội. Thì hàng tháng tôi tổ chức trước khi vào nhận ban, cơ quan ban tham mưu tôi đã thành lập đoàn để tổ chức kiểm tra đánh giá đến khả năng và đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ để trước khi bước vào đủ điều kiện đánh giá đủ điều kiện chúng tôi mới ra nhiệm vụ trực ban chiến đấu. Và ngoài cái khả năng trình độ thao tác của toàn kíp, chúng tôi kiểm tra về hệ thống văn kiện chiến đấu, văn kiện tác chiến. Quá trình kiểm tra đánh giá đúng thực chất và thường xuyên có cái sự hiệu chỉnh để sát với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Những bộ quân phục xanh mang nhiệm vụ bảo vệ bầu trời xanh của Tổ quốc, ai cũng nỗ lực để góp phần thi đua đạt kíp chiến đấu giỏi, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ vào phiên trực ban chiến đấu.